Từ thế kỷ 17, thành phố Ogaki đã là trọng điểm của giao thương đường thủy và được gọi là thành phố nước. Nơi đây vẫn còn lưu lại ngọn hải đăng của cảng sông từ 100 năm về trước. Bạn Dung cùng người bạn du học sinh đi thăm Gifu. Nơi này còn được biết tới là nơi dừng chân cuối cùng của nhà thơ haiku nổi tiếng thời Edo, ông Basho Matsuo trong tập ký hành Sâu trong ngõ hẻm. Từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 5, bạn có thể ngồi trên thuyền, trôi theo dòng nước, ngắm những áng hoa anh đào vào mùa và thưởng thức tay chèo điêu luyện của những người lái thuyền. Thành phố nước Ogaki không chỉ nổi tiếng với nghề đường thủy, do nằm trong khu vực có nhiều mạch nước ngầm nên nơi đây có nguồn nước rất phong phú. Trong thành phố, có 23 điểm nước ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho dân địa phương nơi đây. Đây là cửa hàng chuyên chế tác và bán dụng cụ truyền thống của Nhật Bản, hộp vuông. Loại hộp này vốn được sử dụng để đong ngũ cốc hoặc rượu. Nhưng nó cũng được sử dụng để cạn chén khi uống rượu và hiện giờ người ta cũng dùng nó làm nhiều thứ hơn. Tại cửa tiệm này còn bán cả hộp đựng khuyên tai và máy giữ ẩm làm từ hộp vuông. Hai bạn có vẻ rất thích hộp đựng muối tắm. Ta còn có thể học làm hộp vuông ở đây. Điểm cần chú ý khi làm hộp là phải ghép 4 miếng gỗ ở thành với miếng ở đáy sao cho thật khít. Sau khi dựng các miếng gỗ vào, ta sẽ dùng búa để gõ cho khớp chặt lại với nhau. Để tăng độ chắc chắn, ta sẽ dùng hồ dính chứ không dùng đinh. Người ta còn viết thêm chữ nhật lên trên hộp để cầu mong tiền bạc và hạnh phúc sẽ đến. Sau khi khớp thành hộp với đáy hộp, ta sẽ dùng máy mài để cắt gọt thêm cho đẹp. Khâu cuối cùng là đóng dấu hình hoa anh đào lên hộp. Để làm ra một cái hộp rất xinh xắn như thế này thì khá là mệt, mình không nghĩ là mệt như thế, hơi mệt. Nhưng mà mình đã làm một sản phẩm rất là vừa ý. Vậy là ta đã có một chiếc hộp thủ công của riêng mình. Đây là lễ hội Ogaki đã kéo dài suốt 360 năm nay. Hàng năm vào tháng 5 có 13 xe kiệu chống cỡ lớn diễu hành.